bước vào phòng của mình, chợt thấy em gấu của mình cũng đang đứng một mình nhìn mặt em, nó có vẻ đang rất là cô đơn mọi người ạ. Thế là mình nên ngay Shopee và đặt xem nó thêm mấy em nữa. Nướt 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 hoái cả mắt thì cuối cùng mình cũng tìm được một em khá là ưng các bạn ơi. Đó là em Genix này này. Thế là mình quyết định xuống tên luôn em Khoa Âm. 2000 years later. Sau 7749 ngày chờ đợi thì cuối cùng mình cũng nhận được hàng. Lúc nhận hàng mới nhớ ra là trước đây mình cũng đã đặt một bộ Lego gấu đôi này rồi, trời ơi. Giờ không biết em bé nào trước đây, thôi thì ghép bé to nhất trước nha. Rất là mỏi mắt mọi người ạ. Cái cả mắt luôn đấy mọi người, đau hết cả hai đầu ngón tay này. Ấn ấn gì đau lắm mọi người ạ. 3 days later. Mọi người ạ, hiện tại bây giờ là 9 giờ 18 phút. Đấy. Thì lúc chiều tôi đã ghép được đến bước 3 của MB đấy. Khóa này rồi mọi người. Hiện tại bây giờ tôi bắt đầu tôi ghép tiếp bước 4. Tôi sẽ ghép đến 12 giờ đêm để xem là tôi sẽ ghép đến đâu nha mọi người nhá. Tôi dự trù em này tôi sẽ ghép trong 10 tiếng là xong. Wow. Đấy, từ giờ đến 12 giờ đêm còn khoảng độ 2 tiếng rưỡi nữa. Đấy, đến lúc chiều 2 tiếng rưỡi, 12 tiếng rưỡi thì sẽ là 5 tiếng. Tôi sẽ đổi ghép được một nửa của em đâu nhé mọi người nhé. Thì không, tiếp tục nha. Đau đã đau hết đầu ngón tay rồi các bạn. Thì bây giờ đang là 22 giờ 20 phút rồi, 10 giờ 20 rồi mọi người, vừa sang 20 rồi này. Đấy, tôi đã ghép được khoảng độ 3/10 rồi mọi người, 30% rồi, 30% rồi mọi người, bắt đầu lên phần thân của nó rồi mọi người.
lên phần thân của em gấu này. Ý mọi người nhìn này, ok không? Cái chân này nhìn đôi chân rất là béo luôn các bạn. Mọi người ạ, đôi chân này quá là ok luôn này. Để cho mọi người xem cận cảnh nhé mọi người nhé. Để tôi cho mọi người xem cận cảnh em nó này. Rất chi là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy ok không ạ? Ui trời, trái tim này, ui chân không trả được trái tim này. Ừ, đây là đôi chân của em nó nhé các bạn nhé. Đôi chân của em nó đây, cho lên phần thân này. Tôi tiếp tục cho lên phần thân của em nó nhé mọi người nhé. Hiện tại thì mình đã hoàn thành xong được bước 9, rất là mỏi lưng mỏi cổ các bạn ạ. Đã cố gắng hoàn thành rồi, hoàn thành được 50% rồi mọi người ơi. Hy vọng là sẽ đúng tiến độ là 10 tiếng. Hôm nay mình đã bỏ ra 5 tiếng rồi, mình sẽ cho mọi người xem thành quả của mình nhé mọi người nhé. Cùng xem nào. Đây nha mọi người nha, đây là thành quả của mình này mọi người. Ok, 9 bước nha mọi người. Rồi, hoàn thành xong 9 bước các bạn ạ. Rất chỉ là mỏi. Đau cổ, đau cổ, đau vai. Đau hết cả đầu ngón tay. Nhưng mà nhìn lại thành quả của mình thì cũng thấy nó xứng đáng các bạn ạ. Thế rồi bây giờ mình chắc là mình đi vệ sinh cá nhân xong rồi mình đi ngủ. Và mai mình sẽ tiếp tục mình đáp các bạn ạ. 2000 years later. Các bạn ơi, hôm nay là ngày tiếp theo rồi các bạn ạ. Bây giờ hiện tại là 3:30 chiều rồi. Đấy, thì ngày hôm nay mình làm tương đối nhiều việc từ sáng giờ nên là mình vừa mới ngủ trưa dậy. Thì mình tiếp tục mình sang phòng để ghép tiếp bộ Lego của mình nhá mọi người nhá. Hôm qua mình đã ghép được 9 bước rồi mọi người. Để mình cho mọi người xem thành quả hôm qua của mình nhá mọi người nhá. Đây là thành quả của mình sau 5 tiếng hôm qua đây mọi người ạ. Đấy, thành quả của mình đấy mọi người. 9 bước. Bây giờ chúng hôm nay ngày hôm nay chúng ta còn 9 bước nữa. Chắc là mình sẽ ghép luôn, bắt tay vào ghép luôn nhá mọi người nhá. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Tại thì mình đã ghép xong tất cả các mảnh của em nó rồi mọi người, tất cả các bước rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ghép tất cả các mảnh vào với nhau nhé mọi người nhé. Mọi người nhìn này, đó mình đã ghép xong tất cả các bước rồi, ok không mọi người? Ok không các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ ghép tất cả các bước vào với nhau nhé mọi người cùng đón xem nha.
Thế là mình đã hoàn thành xong em Benix này rồi các bạn. Đấy, các bạn nhìn này, em này rất là to luôn các bạn ạ. Rất là to đứng em này này. Úi trời ơi, em này giờ làm đại ca luôn các bạn ạ. Trời ơi, giờ nhìn em này, nhìn mày nhìn chưa? Mày nhìn chưa? Thấy chưa? Khiếp chưa? Khủng khiếp chưa? Ok các bạn nha. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh để chờ đón chờ những video tiếp theo nha các bạn nha. Bye bye.